Ngày 20 tháng 10, trước tình trạng đổ xô đi đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET dẫn đến quá tải tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có khuyến cáo đến người dân đang có nhu cầu này. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ rõ, kể từ đầu tháng 10 năm 2023 đến nay, tại hai điểm giải quyết cấp, đổi giấy phép lái xe của Sở, ở 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ và 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe các hạng từ vật liệu bìa sang vật liệu thép tăng, đột biến, trong 2 tuần qua. Hai địa điểm trên tiếp nhận trung bình 700 người một ngày, tăng khoảng 50% so với các tháng trước. Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Đường Bộ Việt Nam, giấy phép lái xe cũ vẫn có giá trị sử dụng. Hiện chưa có quy định bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe từ vật liệu bìa sang thẻ PET mà chỉ khuyến khích đổi. Dự kiến, tháng 5 năm 2024, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được trình ra Quốc hội. Nếu thông qua, chính phủ sẽ xây dựng lộ trình và mức phí cấp đổi. Khi đó, cơ quan thẩm quyền sẽ đề ra các giải pháp thuận tiện để phục vụ người dân. Vì vậy, người dân không nhất thiết phải đi đổi giấy phép lái xe trong thời điểm này.